Cuộc sống hiện đại với tốc độ phát triển chóng mặt nhờ vào nền tảng khoa học công nghệ 4.0 mang lại những tiện ích không tưởng cho con người. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị vượt trội, nhịp sống hối hả trong thời đại ngày nay cũng đặt sức khỏe chúng ta trước bờ vực nguy hiểm, phải đối mặt với hàng ngàn nguy cơ bệnh tật, trong đó có mối đe dọa của các bệnh về cột sống và xương khớp. Nguyên nhân thường gặp dẫn đến bệnh là do thói quen sinh hoạt, lao động, tuổi tác, dẫn đến tổn thương khớp nối, phản ứng viêm do ăn uống thiếu chất hoặc căng thẳng tâm lý, thoái hóa xương. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến những hoạt động thường ngày, tạo ra cảm giác khó chịu dai dẳng, mang trong mình tâm lý giảm đau nhanh. Người bệnh thường chọn cách uống thuốc hay phẫu thuật mà không biết rằng các biện pháp trên không thật sự chữa khỏi bệnh mà còn tích tụ hậu quả khó lường cho cơ thể. Phòng khám Virihab thành lập trên nền tảng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Minh, doanh nghiệp cung cấp giải pháp thiết bị vật lý trị liệu phục hồi chức năng từ năm 2010 với hơn 10 năm kinh nghiệm. Virihab được thành lập với mục tiêu là đem lại sức khỏe cho người Việt về các cái bệnh thoái hóa cột sống, cơ xương khớp, thần kinh cột sống, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm. Tại Virihab là dùng phương pháp mới nhất, là không có phẫu thuật, không dùng thuốc. Tại Virihab thì có các cái thiết bị tân tiến đời mới nhất từ Mỹ, Nhật, EU, Israel, đặc biệt đó là hệ thống UDT. Hindity là thiết bị hỗ trợ phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật phiên bản tối ưu nhất, đến từ Hin Laboratories, công ty chuyên sâu nghiên cứu và phát triển các loại bàn trị liệu, máy giảm áp, ứng dụng trong phục hồi chức năng sản xuất tại Mỹ. Phương pháp dựa trên chỉnh hình tự nhiên, tập trung vào giảm áp, tạo ra mức áp suất âm. Hiệu ứng chân không giúp hút các chất dinh dưỡng, oxy và chất lỏng vào trong đĩa đệm. Chúng tôi tự hào khi có được sự hỗ trợ từ các bác sĩ tại Mỹ thông qua việc trao đổi phim MRI của bệnh nhân, cùng nhau thảo luận để đưa ra phương pháp điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Tôi bị thoát vị đĩa đệm thì việc đi đứng của tôi nó rất là khó khăn, mỗi lần tôi cử động thì nó đau lắm. Tôi tìm đến với phòng khám này và tôi điều trị khoảng 5 ngày thì tôi cảm thấy sức khỏe của tôi rất là tốt. Việc đi lại của tôi nó nhẹ nhàng và dễ dàng hơn và những cơn đau nó không còn nữa. Từ ngày tôi đến phòng khám VH này, tôi chữa chứng bệnh đau mỏi vai gáy của tôi á. Cái tới nay thì tôi thiên cảm rất là nhiều và tôi rất là thoải mái để tôi vui cùng với con cháu. Lấy sức khỏe của mọi người là trung tâm, phòng khám Virihab còn không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với đội ngũ y bác sĩ xuất sắc trong chuyên môn, tận tình về y đức, chẩn đoán chính xác, có phác đồ điều trị rõ ràng với từng trường hợp cụ thể, giúp người bệnh an tâm khi trao gửi niềm tin. Virihab, giải pháp tiên phong, kỹ thuật hàng đầu. Một sản phẩm của Hải Minh.